Nói chung á, mấy cái đầu á thì chúng ta phải nhấp cho nó mạnh, hiểu không? Nhưng mà mấy cái sau đó mình phải hành hạ đối thủ. Mình nhây nó cho nó mỏi miệng, cho nó sốt ruột và cho nó năn nỉ mình: thôi anh ơi, ao đi anh. Cái đó là cách mà chúng ta kích thích cơ toàn diện. Một trong những tuyệt kỹ cao nhất của thần là theo lớp thực hành, thiết thực, cụ thể, trực tuyến, hài hước. Phương pháp tập gym đúng chuẩn. Tứ trụ Sài Gòn, gym Triệu Đô, đẳng cấp 5 sao, gym Chúa Duy Nguyễn, THOL. Lên cho anh mỗi bên 15kg nữa. Là nhìn nè. Thôi tôi xuống. Thôi tôi xuống em. Thử xem được mấy cái. Xuống có nổi đâu thử. Xuống không nổi luôn. Em phụ. Thôi xuống vô phụ đi. Phụ luôn. Bốn. Năm. Sáu. Phụ chưa? Rồi. Nữa. Em đếm lại, đếm đến 3 bắt đầu nha. 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 cái quay 4 5 6 7 8 9 10 là lúc nào cũng phải chuẩn bị những khăn THOL như thế này, mà thậm chí là phải giặt ướt để mang lại cảm giác mát đấy, nên là vừa lau mồ hôi sạch mà trong cái bài tập này anh Duy rất là mát lưng đấy, nên là rất là khó tính. Tại vì thường là mọi người vô tập luyện là mọi người sẽ không sử dụng khăn, nên là mồ hôi sẽ dính lên ghế và làm ảnh hưởng đến người khác. Nên là mỗi lần mà anh Duy tập là thường phải chuẩn bị cho anh Duy một cái khăn như thế này và phải giặt ướt để mang lại cảm giác mát lạnh. Trong khi tập thể hình, nhất là khi tập ngực, chúng ta có những lúc mạnh, những lúc nhẹ, những lúc cường độ cao, nhưng mà cũng có những lúc bền bỉ và dẻo dai. Thì cái set tập này nó sẽ minh chứng cho một người đàn ông nó phải 19.5 và nó 45 phút. Cố lên. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Nói chung á, mấy cái đầu á thì chúng ta phải nhấp cho nó mạnh, hiểu không?
Nhưng mà mấy cái sao đó mình phải hành hạ đối thủ. Mình nhây 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 nó cho nó mỏi miệng, cho nó sốt ruột và cho nó năn nỉ mình: thôi anh ơi, ao đi anh, em đếm hoài em mỏi miệng quá. Tội nghiệp BT người ta nha. Cái đó là cách mà chúng ta kích thích cơ toàn diện. Một trong những tuyệt kỹ cao nhất của thần là gym hoành tráng triệu đô, máy tập Mỹ 150 triệu, máy leverage đa dạng chất lượng cao, tạ PU cao cấp 100.000 trên ký, máy tập Selectorize 80 triệu, rực sáng một phương trời về đêm, trang phục tập luyện cao cấp, Zumba, Yoga, Belly Dance, nội thất vệ sinh xịn sò, thiết bị cardio siêu hiện đại, phi thực phẩm bổ sung, không gian sang trọng, giá chỉ từ 400.000 một tháng. Phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.